đẩy bà Nguyên Cơ nhanh đến đoạn đầu trại, ra tay một cách tàn độc như vậy. Quả thật kẻ đó có giả tâm. Nhất định phải tìm cho ra hắn, nghe chưa? Ta cũng chỉ dùng chiêu thức của người thôi, tại sao bây giờ lại đe nẹt ta? Cho nên kẻ nào học đòi mưu ma trước quỷ, muốn làm tổn hại đến cháu chắc của ta, ta nhất định không tha.